về một dòng sản phẩm serum trắng da mờ thâm, và đặc biệt là dòng sản phẩm này là chính hãng của Hàn Quốc. Đây là một dòng sản phẩm đang được rất là nhiều chị em ưa chuộng, gọi là dòng sản phẩm serum vitamin C đó, giúp cho da của mình trắng sáng là nhờ cái dòng sản phẩm này nha mọi người. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này là thương hiệu mỹ phẩm từ Anh, với phương châm tạo ra những cái sản phẩm chăm sóc và có thành phần độc đáo và hiệu quả ở mức giá là bình dân. Serum trắng da trị thâm vitamin C này với thành phần chính là vitamin C nhân tối ưu, nhờ vào cách dạng phương thức ổn định và hiệu quả của vitamin C, sản phẩm chứa vitamin C với nồng độ là 9% và an toàn cho da, không gây kích ứng da cũng như là rất là dễ bảo quản nha mọi người. Công dụng là làm mờ các vết thâm do mụn và những cái mụn mới và mụn lâu năm nè, giúp da bật tông được trắng sáng và đồng đều màu da, giảm các cái vết thâm nám và chống oxy hóa, sản sinh collagen dịch và giúp da được săn chắc nè, tăng cường hiệu quả chống nắng khi sử dụng chung các sản phẩm chống nắng. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này á là thiết kế chai bằng nhựa nè, bằng nhựa nha mọi người, bằng nhựa rất là nhẹ nhàng, rất là dễ sử dụng và dễ cầm, không bị rơi vỡ, không cần phải bảo quản ở tủ lạnh, làm bảo quản ở nhiệt độ ở trong phòng này được rồi. Nồng độ C là 9% và an toàn cho da mụn và da ở tuổi vị thành niên dưới 15 tuổi vẫn sử dụng được luôn nha. Đặc biệt cách sử dụng cái dòng sản phẩm này là sau khi rửa mặt sạch và cân bằng khoảng cho da bằng nước hoa hồng, cho 3 đến 4 giọt serum ra tay và thoa đều vào trong cái da mặt của mình, vũ nhị từ 1 đến 2 phút để serum thẩm thấu vào da. Dùng cái dòng serum này cả ngày lẫn sáng tối thì giúp cho da được tăng cường cái sức khỏe cho da rất là nhiều lần. Lưu ý nên dùng serum vitamin C vào ban ngày, cần phải sử dụng kem chống nắng cẩn thận nha mọi người. Được kiểm nghiệm an toàn, dùng được cho phụ nữ mang thai và mẹ đang cho con bú nè, không chất bảo quản và những cái màu hóa học. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Anh Quốc, loại da dùng được cho mọi loại da, đặc biệt là da thâm và những cái làn da sâu khi bị mụn. Dạng sản phẩm là một cái tinh chất lỏng là dạng serum và dung tích của nó là 30ml, hạn sử dụng đến năm 2022. Đây của chị này đó, cái chai serum vitamin C này thích hợp cho mọi loại da, đối với những cái làn da mà đang thâm, đang muốn da của mình được bật tông và sáng lên một da thì liên hệ em để mua dòng sản phẩm vitamin C này về để sử dụng nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm chính hãng nên mọi người thể là yên tâm mua tại shop em với giá thành cực kỳ tốt và cực kỳ ok nha. Hãy liên hệ shop em qua cái Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice Beauty Mỹ phẩm, hoặc là có thể liên hệ qua Zalo bên em qua số là 0933